Thì chiếu quẹ ăn thử miếng được. Hello, rất vui khi được gặp lại các bạn trong kênh của An Hương Huỳnh nhé. Ngày hôm nay để theo cái chuỗi video clip về khi ông chồng vào bếp các bạn, thì hôm nay Khương sẽ nấu một cái bữa ăn trưa các bạn, thì nấu một bữa ăn cơm bình thường thôi. Thì Khương sẽ giới thiệu sơ qua cái món của Khương nấu nha. Khương sẽ nấu sơ sơ thôi, không có quay kỹ từng chi tiết giống như mấy cái món khác. Thì cái món đầu tiên là Khương sẽ nấu canh hẹ với lại đậu miến các bạn, đậu khương với lại tôm các bạn. Tôm mà bữa mình để làm món tôm rim mà ở nhà mọi người lấy mình ướp sẵn trong tủ lạnh ở nhà bà bầu quá đã ăn mì tôm rồi, sắp hết mấy con nên không đủ làm nên thôi bỏ nó nấu cơm luôn, nó nấu canh luôn. Thì hẹ đây là hẹ ở quê mình gửi vào nha các bạn, đây mẹ mình gửi vào ở quê nè, rất là ngon các bạn. Mình lấy một nửa còn nửa cắt thôi. Món thứ hai là món rau muống sốt tỏi. Đây, tỏi chuẩn bị sẵn luôn rồi. Còn món tiếp theo đây, mình có ướp thịt rồi. Đây mình làm món thịt kho nãy giờ mình ướp, ướp nãy giờ. Còn một cái món đặc biệt nữa các bạn, xoài bằm các bạn. Hồi nãy thằng em nó bằm miếng nào miếng nấy chạy bá lửa luôn. Tí nữa mình trộn xong, mình bắt đầu nấu luôn các bạn. Cho dầu vào các bạn, mình nấu canh trước. Cái chai quên sắc hành rồi, quên sắc hành luôn. Cho tôm vào trước các bạn, cho có cà chua vô luôn. Mình bật lửa coi thịt luôn các bạn ơi. Hồi nãy mình chờ cái dừa khô các bạn. Mình em nó lấy ra rồi xong mình bỏ cho mình kho với thịt, kho chung với thịt luôn. Vợ mình đòi ăn nên mình bỏ cho luôn. Hồi giờ mình chưa ăn lần nào luôn, chưa ăn cái dừa kho với thịt lần nào. Để hôm nay mình nấu thử ăn như thế nào nha. Nêm sơ sơ các bạn ơi. Nêm sơ qua xong mình bỏ hẹ vào. Rồi cái chờ nước chờ chín xong cái mình cho đậu miếng vào xuống là ăn thôi các bạn. Nêm sao cho vừa ăn là được nha. Ở đây mình cũng không phải là mình hướng dẫn cách nấu đâu. Chờ thêm miếng muối nha. Cái này là bột ngọt chứ, muối nãy cho rồi mà. Nước sôi các bạn nhớ bớt bột nha. Để bột của tôm với lại cà chua nó ra bột rất là vàng luôn. Nhớ bớt bột đó. Mình cho hẹ vào nha các bạn. Hẹ này là hẹ ở nhà trồng các bạn. Quê mình trồng, quốc thì mình trồng. Để chờ hẹ nó chín chút xíu là mình cho đậu hũ nha, đậu miếng vào. Hẹ sôi các bạn, nghĩa là hẹ rất là nhanh chín luôn. Thì mình cho đậu miếng vào là xong các bạn. Tại cái này mình cũng không bỏ lâu được, đậu miếng bỏ lâu cũng vậy à, bỏ nhiều nó bấy rồi nó mất ngon. Thơm lắm các bạn ơi. Mình nhắc mình tắt món canh luôn nha. Xong rồi đó, món thịt của mình đang sôi các bạn. Để mình có chế thêm miếng nước các bạn, để cho nó sôi cho nó chín nó rục luôn, ngon thôi. Đây các bạn cho thêm mấy cái trứng cút nữa thì ngon lắm các bạn. Mình dặn lửa nhỏ lại chút xíu nha. Rồi, chờ thịt nó chín thì mình xào rau muống luôn các bạn.
giờ thôi mình cho tỏi rồi các bạn. Ta muốn xào tỏi là mình phải bỏ tỏi nhiều nhiều. Cho ra muỗng vào các bạn. Rồi cuối cùng xong muốn muỗng xào tỏi các bạn. Mình nhắc luôn. Rất nhanh các bạn ơi. Cái cơm các bạn. Cho lộn đũa vào. Mấy cái đũa cái. Đố các bạn mình lấy cái cơm để làm gì nè. Mình rang mình. Đây mình sau khi mình rang xong mình sẽ trộn với lại xoài các bạn. Món này đặc sản luôn các bạn ơi. Ai mà đã từng ăn thì các bạn sẽ hiểu nha. Bao ngon luôn. Và thịt của mình cũng gần chín rồi. Nói chung là chín rồi, bây giờ mình coi nó kẹo lại chút xíu. Chén xong các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn cái cơm với lại xoài luôn các bạn. Hồi nãy em mình nó sắc bự quá nhưng mà không sao. Món này là món đặc sản của dân miền Trung các bạn ơi. Mình cho thêm ít mắm nữa là được rồi. Mình trộn trước khi ăn luôn. Wow. Bữa nay nhờ thằng em quay phim cho mình luôn. Trộn lên thôi các bạn ơi. Chuẩn bị là nó sầu xuống nữa là dứt. Thậm chí mấy món nãy giờ mình nấu chắc gì đã hấp dẫn bằng món này. Xong. Chiếc chiếu. Quay. Ăn thử miếng. Được. Đây là thành quả của mình trong buổi sáng hôm nay các bạn. Đây. Wow, dở rồi thịt ra. Wow. Hấp dẫn các bạn. Mời các bạn nha. Rồi mời mọi người nha. Ăn đi. Hồng ăn, Hồng ăn thử coi. Ăn cái món đặc biệt trước hả? Mời mọi người nha. Đây là em của mình. Em mình ở với mình từ hồi sinh viên tới giờ các bạn. Giờ nó lớn rồi, đi làm rồi. Ở gần bên bữa nay. Nay rảnh rỗi qua ghé qua ăn cơm trưa. Nay làm ở Intel các bạn. Đây bà bầu ăn đây. Bà bầu ăn món gì vậy bà bầu? Thịt kho. Thịt kho hả? Chứ không ăn xoài hả? Chua quá. Chua quá hả? Rồi mình cũng ăn cơm luôn các bạn ơi. Thank you.